Nguyễn Trần Duy Nhất xuất thân từ gia đình võ học nổi tiếng của Việt Nam, đặc biệt, cha và chú của Duy Nhất là những võ sĩ lừng danh, hầu như không có đối thủ. Nguyễn Trần Duy Nhất xuất thân từ gia đình võ học nổi tiếng. Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất xuất thân từ một gia đình có truyền thống võ thuật. Ông nội của Duy Nhất là võ sư Tấn Hoành, bố là võ sư Nguyễn Trần Diệu, nhà vô địch đấu võ đài những năm 70, mẹ của anh là võ sư Nguyễn Thị Ngọc Ánh, biệt danh Minh Ánh Ngọc. Được huấn luyện võ từ nhỏ, Duy Nhất đã định hướng cho mình đi theo con đường võ thuật chuyên nghiệp. Anh là hậu duệ đời thứ 4 của lò Tấn Tấn Gia Quyền, lò võ nổi tiếng của Nghĩa Bình, Bình Định. Trong cuộc phỏng vấn với VTC, Nguyễn Trần Duy Nhất từng chia sẻ về gia đình của mình và ý nghĩa cái tên của anh. Ngày xưa ông nội có hai người con trai, bố tôi là Nguyễn Trần Diệu, biệt danh là Tấn Phi Diệu, còn người em của bố tôi là Nguyễn Trần Duy, biệt danh là Tấn Nhất Duy. Bố tôi và chú Duy ngày xưa thi đấu võ đại cũng thuộc dạng là nhất nhì Việt Nam, không có đối thủ. Bố tôi thì lại rất thương em trai, cho nên là khi sinh tôi ra thì ông đặt tên tôi là Duy Nhất, đảo ngược lại của tên em trai Nhất Duy, để giữ lại kỷ niệm của hai anh em. Tôi thấy rất tự hào khi cái tên của tôi có ý nghĩa đặc biệt như vậy, Nguyễn Trần Duy Nhất chia sẻ. Chú của Nguyễn Trần Duy Nhất, võ sĩ Tấn Nhất Duy từng được mệnh danh là võ sĩ không đối thủ. Theo thông tin trên báo Tiền Phong, vào thời điểm 1986, Tấn Nhất Duy được ví như hổ xám, đã thi đấu gần 200 trận võ tự do, nhưng chưa thua một trận nào. Thậm chí có thông tin cho rằng Tấn Nhất Duy từng thách đấu đối thủ hơn 10 kg. Người ta vẫn kể về câu chuyện Tấn Nhất Duy tham dự giải vô địch quyền Anh mở rộng 3 tỉnh Nghĩa Bình, Bình Định và Quảng Ngãi, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1980. Tại đây, Tấn Nhất Duy đã thắng võ sĩ Ngọc Vũ nặng hơn mình tới 9 kg. Mẹ của Nguyễn Trần Duy Nhất cũng là cao thủ võ tự do, từng nhiều lần thượng đài và cũng không có đối thủ. Võ sư Ngọc Ánh chính là truyền nhân của võ sư Minh Cảnh, đệ nhất quyền Anh vào thập niên 1940. Với một gia đình có bề dày truyền thống võ học như vậy, việc Duy Nhất theo nghiệp võ là điều tất yếu. Nguyễn Trần Duy Nhất từng chia sẻ về bí quyết giúp mình chiến thắng ở Muay Thái. Duy Nhất có nền tảng võ học là môn võ gia truyền Tấn Gia Quyền trước khi học Muay Thái. Anh nhận thấy Muay Thái có nhược điểm là bộ di chuyển không linh hoạt nên đã kết hợp với cách di chuyển của Tấn Gia Quyền. Nhờ vậy, Duy Nhất di chuyển rất linh hoạt trên sàn đấu, né được các đòn của đối thủ rồi phản công lại và giành chiến thắng. Nguyễn Trần Duy Nhất là cao thủ Muay của Việt Nam với 7 lần vô địch thế giới. Anh đã trải qua năm 2022 thành công khi giải cơn khát huy chương vàng tại SEA Games. Ngoài ra, Duy Nhất còn giành huy chương vàng cúp toàn quốc, huy chương vàng đại hội thể dục thể thao toàn quốc, đoạt đai vô địch MTKB, vô địch Malion Championship. Cũng trong năm 2022, Duy Nhất có hành trình ấn tượng tại giải World Games trên đất Mỹ khi đoạt huy chương vàng.